Tên gọi của mỗi tôn giáo đều mang một ý nghĩa riêng, có khi nó liên quan đến một địa danh, một nhân vật sáng lập, một điển tích lịch sử hay một xu hướng giáo lý thần học nào đó. Nhưng cũng có khi tên gọi của một tôn giáo lại xác định mối quan hệ mang tính lịch sử. Đạo Tin Lành cũng vậy, tên gọi Tin Lành mang một ý nghĩa riêng, song cũng chỉ rõ mối quan hệ giữa Đạo Tin Lành với các tôn giáo khác trong Kitô giáo. Trong bài giới thiệu về Đạo Tin Lành của Ban Tôn giáo Chính phủ có tóm tắt về nguồn gốc và tên gọi của tôn giáo này. Vào đầu công nguyên, ở vùng Trung Cận Đông thuộc vùng đất của đế quốc La Mã xuất hiện một tôn giáo mới thờ Đấng Cứu Thế thuộc ngôi thứ hai của Thiên Chúa mà trong tiếng Hy Lạp gọi là Jesu Christ. Danh xưng này khi dịch qua tiếng Việt là Jesu Kirisito, dịch ra tiếng Hán, Jesu lại là Zato, còn âm Christ là Cơ Đốc. Như vậy, đạo thờ Đấng Cứu Thế đã có những tên gọi theo cách dịch khác nhau là đạo Kitô, đạo Zato và đạo Cơ Đốc. Đến thế kỷ thứ 16, cuộc đại phân liệt lần thứ hai trong Công giáo diễn ra. Thời điểm này, có một tu sĩ tên là Martin Luther trong dòng tu Cơ Đốc đã đứng ra kêu gọi giáo hội sửa đổi những sai trật để đi đúng lại với niềm tin ban đầu của Kinh Thánh. Những vấn đề chính được ông đưa ra là sự cứu rỗi chỉ dựa vào đức tin chứ không được tạo ra bởi một chút việc làm hay công trạng nào của con người. Bởi con người không thể dùng tiền bạc hay công trạng của mình để mua lấy sự cứu rỗi. Ông cũng đề nghị bỏ đi một số hình thức tôn giáo mê tín sai lạc của giáo hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, những tư tưởng cải cách này dẫn tới xung đột gay gắt với Tòa Thánh Vatican và giáo hội lúc ấy đã bác bỏ lời đề nghị của Martin Luther. Chính bởi vậy, Luther cùng với một số người khác đã tách ra và lập nên một giáo hội khác mang tên Cải Chánh, mà khi đó, giáo hội Công giáo và phong kiến châu Âu vẫn thường gọi với cái tên đạo chống đối Protestantium. Giáo hội này được thành lập ngay sau khi tách rời khỏi Công giáo La Mã trong cuộc cải chánh giáo hội Công giáo La Mã, gắn liền với tên tuổi của tu sĩ Martin Luther ở Đức Quốc và nhà thần đạo John Calvin ở Pháp Quốc, hoạt động dưới bốn hội thánh nổi bật lúc bấy giờ là Lutheran, Calvinist, Anabaptist và Anh Quốc giáo, với mục đích đưa các tín hữu trở lại niềm tin theo đúng với giáo lý trong Kinh Thánh. Tuy các giáo hội Tin Lành không hoàn toàn đồng ý về một vài giáo lý hay phương thức lãnh đạo, nhưng tất cả đều nhất trí không thuận phục giáo hoàng của Công giáo La Mã, chỉ chấp nhận Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất của các vấn đề thuộc đức tin và phương thức hành đạo của tín hữu thuộc giáo hội Tin Lành. Đạo Tin Lành được truyền vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 với nhiều tên gọi khác nhau tùy theo văn hóa vùng miền. Ở miền Bắc được gọi theo cách phát âm của người Trung Quốc là đạo Thệ Phản, ở miền Trung gọi là đạo Gia Tô, còn ở miền Nam thì là đạo Huê Kỳ. Vào đầu những năm 20-30 của thế kỷ 20, giáo sĩ Kaman, người Canada thuộc Hội Tuyên giáo Cơ Đốc cùng với văn sĩ Phan Khôi dịch Kinh Thánh ra tiếng Việt. Hai ông không dịch phúc âm là tin mừng như trong Công giáo mà dịch là tin lành. Chữ tin lành ở đây nghĩa là tin tức tốt lành có Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần gian để cứu rỗi linh hồn mọi người, cũng từng được viết trong Kinh Thánh rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sau này, cách gọi phúc âm là tin lành của những người theo đạo cải cách dần dần thành thói quen, nhất là khi nó phân biệt được với đạo Công giáo nên được sử dụng cho đến ngày nay. Tuy ra đời trong hoàn cảnh chính trị xã hội phức tạp, nhưng đạo Tin Lành vẫn đang làm tốt vai trò truyền bá đức tin cùng những giáo lý về Đức Chúa Trời, ba ngôi, kế thừa và tiếp nối chủ trương đề cao con người, đề cao nhân tính, nhân quyền, được thúc đẩy bằng phong trào văn hóa phục hưng, chủ nghĩa nhân văn, dân tộc, đặc biệt là ở các nước châu Âu từ thế kỷ thứ 15-16 đã lan tỏa đến nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới.